quay, thiết bị phát điện, máy phát điện nhé. Bây giờ đã lắp xong ba cánh quạt rồi nhá, chuẩn bị đang chuẩn bị các thiết bị dây đỡ để chuẩn bị cho lên ba cánh quạt này lên. 1, 2, 3 lên trên trụ này. Và đang trong công tác chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị lên cánh. Ý mình sẽ dùng cái trụ cầu này, trụ cầu 1.600 tấn này để cầu lên. Người lái trụ cầu này là 1 tháng 540 triệu. Và dân bây giờ họ tập trung rất là đông để họ xem. Đây là hai người chung nhá, đang treo lên để buộc cái dây này. Cái cánh cho nó dễ. Công tác chuẩn bị. Ta có thể cho cái thao thông vấn xuôi sớm mơ mà. Ok. Để nó xoay ông kia ông đi qua đây rồi mình ta cứ nó thử hỏi là nó hỏi đó. Hey. Để đưa cánh quạt lên mình phải chuẩn bị tất cả là 3 xe, 4 xe cẩu nhá. 3 loại to, 3 loại nhỏ và 1 loại to. Đây chiếc thứ 2. Thứ 3 và thứ 4, 2 chiếc cạnh nhau, 1 to 1 nhỏ. Để lên được 3 cánh này. Video của mình xin được kết thúc tại đây.